Kính thưa quý vị, liên khúc quê hương ba miền qua phần thể hiện của nghệ sĩ Hồng Nhung cùng nhóm Một Phù Hợp đã kết thúc chương trình tiếng quê hương của nhà hát Cải Lương Hà Nội ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho các nghệ sĩ được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chúc quý vị thật là vui vẻ. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi vừa quay một đoạn trên con phố vào tối thứ bảy, trên con phố cổ không gian đi bộ Hà Nội. Ngày hôm nay thì có mưa buổi sáng rồi đến cả chiều tối vẫn mưa và thời tiết khá lạnh. Nhưng mà ngay lúc này đây thì thời tiết lại rất là cảm thấy dễ chịu, nó mát mẻ. Và tôi đi ra đường thì thấy một không khí tuyệt vời ở Việt Nam. Một buổi tối vui vẻ, văn nghệ, ăn uống nhậu nhẹt như những gì mà tôi kể lại, tôi ghi lại qua cái thước phim video vừa xong. Hy vọng rằng là có một chút gì đó truyền tải tới khán giả xem thực tế về Hà Nội, Việt Nam ngày hôm nay 2022, ngày 16 tháng 4 2022. Và còn rất dài nữa, nhưng mà thôi, không thể đi vòng ra ngoài kia được. Tôi sẽ tạm dừng ở đây. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.